Thì đây là một cái vấn đề mà cô chú các anh chị và các bạn chúng ta nên suy gẫm nha. Chúng ta lên bờ để trồng mít. Nhưng mà cái mít này là em hơi đắn đo cái là không biết là giá cả nó vậy rồi. Bây giờ liệu bạn mẹ không có trước được vấn đề đó. Bây giờ mình không có giống như là đậu bữa nay gì mà khác á, thí mẹ. Liệu mạng gì luôn hả? Nói chung là không có nói trước được vấn đề giá cả. Anh là liệu mạng luôn đó. Không có giá cả. Ê, có lúc nó mắc, lúc nó rẻ, giảm vậy. Mình hên xui đó. Con thấy là nó nhiều quá rồi, mình có sợ là sau này cái giá cả như thế nào không? Không biết, nó mới lên tính chồng theo người ta đây nè. Người ta chồng ít không, chồng theo. Còn tính chồng đầu tiên là sản xuất không nổi. Dạ, dạ. Rồi cái chồng mít theo ta. Ví dụ cây ăn trái á là ở Việt Nam mình là có khi cái nhu cầu cộng. Khi cung á thì không có, mà khi cộng á thì không có. Mình thử ra đó là giá cả đó là thuộc vào con người thị trường á. Đôi lúc á giá trên trời á, cũng như cam sành thế này. Cũng có lúc lên 40 ngàn một ký, có lúc còn 2 ngàn bạc. Lúc có 2 ngàn bạc. Mà nhưng mà mít nó có hai loại, một loại là mít Indo với một loại mít Thái. Bây giờ mình trồng cái nào ngon ta? Anh mít ruột đỏ. À, Indo ruột đỏ luôn hả? 10 công luôn. Để tao nói mày phanh xuống thôi. Bây giờ á, có nghĩa là cái chiến lược. Cái đó là cái chiến lược. Chiến lược á, mày chung quốc hai thứ giống ngầm đi. Có nghĩa là phân tán rủi ro. Chúng cái này thắt kia. Đó, đó là phân tán rủi ro. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay thì giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn những cái hiện tượng ở miền Tây ở thời điểm này. Đó là người ta thay đổi đất làm lúa các bạn, để lên bờ và trồng vườn ha, và đặc biệt là làm mít. Thì đây là một cái vấn đề mà cô chú các anh chị và các bạn chúng ta nên suy gẫm nha. Bởi giá mít hiện nay đang xuống rất là nhiều. Giá mít là đang sụt giảm. Nhưng mà theo giải trí miền Tây tìm hiểu thì thấy rất nhiều cô chú do cái làm ruộng của mình đó nó không được trúng lắm, hoặc là không có lời bằng so với trồng mít ở thời điểm này. Chính vì đó thì một số cô chú anh chị ở miền Tây, điển hình rất nhiều, chúng ta lên bờ để trồng mít và sầu riêng. Thường á là người ta sẽ lên mô như thế này các bạn. Cái bờ này là bờ 1, 2, 3, 4, 5 mét ha. Người ta sẽ lên mô và đầu tiên là người ta trồng mít. Và khi người ta trồng mít 5-6 như thế này, xéo như thế này được 3 cây như thế này các bạn. Và về sau người ta sẽ đặt thêm sầu riêng vào chính giữa để làm ha. Thì vấn đề mà giải trí miền Tây muốn nói đó là cũng tư vấn rất nhiều cô chú, những người nhà vườn á, thì người ta nói là bây giờ trồng đại chứ bây giờ không có hên xui á, về giá cả là hên xui. Đây là cái mít ruột đỏ Indo lá bầu đây các bạn. Cái lá bầu thì các bạn nhìn thấy ha. Đó thì cái vấn đề á, người ta nói là thôi bây giờ kệ đi, cứ trồng đại đi rồi tính đó hên xui, chứ mà bây giờ không có biết được vấn đề giá cả trước. Nhưng mà tình hình thị trường ở cái giai đoạn này đó các bạn, là cái giá nó đã mềm rồi. Mít nhất á, mà mít Thái á, là chỉ có là 12.000 đồng một ký các bạn ha. Đó là mít nhất á. Mít nhì thì 9.000, hay là mít chợ thì chỉ có 2.000, 3.000 thôi. Nhưng mà cái số lượng mà vườn hiện nay lên bờ rất là nhiều. Đây các bạn thấy những cái khu mà người ta lên bờ rất là nhiều như thế này. Rồi những khu mới lên nữa.
rồi những cái khu mà đã trồng nè, các bạn nhìn thấy ở xa đó là những cái khu người ta đã trồng rất là nhiều. Hầu như ở miền Tây hiện nay là cái báo động về vấn đề lên bờ trồng mít các bạn, và trồng sầu riêng nha. Thì giải trí miền Tây muốn làm một cái video để nói với cô chú các anh chị và các bạn rằng á, những năm về trước á, là có những cái lúc á, là mít đến lúc là chặt bỏ các bạn. Các bạn, cô chú anh chị và các bạn đầu tư 5 năm, 3 năm mà chúng ta chặt bỏ thì một cái vấn đề tốn kém chi phí và cái kinh tế tiền của rất là nhiều các bạn nha. Thì mình thấy là hiện nay báo động về vấn đề lên bờ trồng mít, trồng vườn là như vậy, cho nên giải trí miền Tây đặc biệt chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, chúng ta nên cảnh giác, cảnh báo về vấn đề này để chúng ta đừng có thấy trồng mít hay là trồng sầu riêng ngon ăn rồi chúng ta sẽ làm nha các bạn. Nó chỉ một cái thời điểm nhất thời nào thôi. Ruộng lúa tuy như vậy nhưng mà nó sẽ bền bỉ hơn các bạn nhé. Đó là cái thấy riêng của mình, bởi vì đất nước của mình là đất nước xuất khẩu gạo gần như là đứng thứ nhất, thứ nhì thế giới các bạn. Chính vì đó lúa gạo vẫn là ổn định nhất ha. Cái khu này bây giờ ở đây là mình thấy hầu như người ta lên bờ hết như thế này các bạn. Trước đây là lúa nè, các bạn thấy còn lại những cái mảnh lúa như thế này, và xa xa thì bây giờ người ta sẽ lên bờ hết rồi. Đó. Cái số lượng mít trong nhà vườn hiện nay không ít. Tiếp theo mỗi khu để lên bờ nữa đây các bạn nha. Máy đang làm đây và sẽ lên bờ tiếp. Ở đây thì người ta lên bờ rất là bài bản như thế này. Đó. Bờ rất là bài bản như thế này. Bởi có rất là nhiều bờ người ta đã làm trước rồi các bạn. Bây giờ người ta có cái kinh nghiệm á, làm rất là bài bản ha. Như thế này máy làm rất là bài bản các bạn. Thì ở bên này cũng trồng mít nè, trồng mít xong rồi hiện nay cũng lên bờ và trồng mít bên này luôn, khả năng là như vậy. Để mình qua bên kia để tư vấn hỏi cái chủ ruộng như thế nào các bạn ha. Mời các bạn theo mình nha. Đầu tiên để một cái quy trình lên bờ các bạn là người ta sẽ lấy cái lớp mặt ha, và để lên cái mô như thế này à, thành cái mô. Cái bờ sâu ở dưới người ta sẽ để lên bờ, còn cái lớp mặt đây các bạn, lớp này là đất mặt, nhất là 3 tấc 6 tấc là đất nó đã không còn phèn nữa các bạn ha. Đó là cái quy trình như vậy để người ta để lên mô. Một xúc như thế này là có thể làm được một mô rồi các bạn ha. Cũng rất là dễ, rất là dễ làm. Nó sẽ rất là tốt cho cây. Rồi sau khi người ta có cái mô đó các bạn, thì người ta sẽ lấy cái lớp đất ở dưới mương nè, các bạn nhìn đây ha, ghen cái lớp ở dưới mương để người ta múc, người ta làm cái bờ đùa vô rất là bài bản. Vuông góc đó các bạn, người ta sẽ đánh vô cái đường vuông góc rồi người ta sẽ hút ở dưới mương và người ta cho lên thành cái bờ. Lớp mặt thì để lên bờ như vậy các bạn ha, để cho tốt cây.
còn ở dưới mương thì móc đẩy lên bờ, cứ như vậy. Cứ như vậy, bờ thì cái quy cách người ta đã làm sẵn. Ở đây thường bờ là 5m, 6m bạn nha. 5m, 6m, đó là quy cách của bờ. Cứ như vậy mà làm các bạn. Và mương thì thường là tùy theo cái diện tích bờ mà người ta làm. Mương có thể là 3m hay là 4m bạn ha. Bờ cao cho nên là sợ lỡ phải cắm trụ các bạn nhé, cắm sóc ở bên ngoài như thế này để sợ nó lỡ bờ. Đó. Làm cái bờ bao là vất vả quá nha chú ha. Chị cái bờ bao này nè, thấy phải cầm cầm chạm chứ không nó đổ hả? Dạ sợ nó đổ nè. Cái này mình trồng mít hay sầu riêng? Trồng mít chứ chú. Dạ trồng mít nữa. Rồi cái mít mà theo con thấy là nó nhiều quá rồi, mình có sợ là sau này cái giá cả như thế nào không? Mình không biết nữa, mới lên tính trồng theo người ta đây nè, người ta ở đây người ta trồng mít không trồng theo, còn tính trồng sầu riêng thì sản xuất không nổi, không dạ, làm. Dạ. Rồi cái trồng mít theo người ta. Thấy tôi trồng mít thôi, trồng mít luôn. Dạ thấy khu này nè, họ trồng mít mình trồng theo chứ. Đừng bà không dám làm sầu riêng sợ chích thuốc không. Ủa cái này là của cô gửi ổng đâu mà mình? Ổng bị mất là mấy chục năm rồi. Cô là nhiêu tuổi? 65 tuổi. Rồi là nhắm vườn mít chăm sóc nổi không? Bởi vậy thì gán làm theo người ta chứ, người ta lên rồi mình ở trong mình phải lên theo. À. Ở ngoài người ta lên bờ cái máy nó không có vô đây làm ruộng được rồi cho nên làm theo. À. Làm theo người ta. Chính là do là cái người ta ở ngoài nè, phía ngoài người ta làm bờ rồi nè, trồng mít rồi. Người ta dí lại hết rồi, bây giờ mình máy móc nó vô không được, giờ mình phải lên bờ làm theo. Như vậy. Theo ở nhà đơn chiếc quá rồi, không có ai cũng phải gán làm theo, không biết làm nổi. Nhưng mà theo cô nếu cái giá mít nó rẻ quá thì cô làm sao? Vậy chứ không phải chịu thì chứ biết thì sao vậy? Tại vì cô làm theo là cô đang thấy cái giá mít nó cao đúng không? Không phải thấy cao mà thấy người ta trồng này nè, mình trồng theo rồi có người ta bán thì mình bán theo. Dạ. Mình trồng cái khác rồi không có người mua. Không có người mua. Dạ mình làm theo người ta. Đó ở đây người ta không quan tâm trồng mít mà điều mít cái thấy cũng không có bền, nó dễ chết quá. Đó. Nó dễ chết, tính trồng sầu riêng thì làm không nổi đó, sầu riêng thì nó có đường ong xịt thuốc nổi. Dạ. Còn mình không có đường ong mình sẽ không có nổi. Đó. Của cô này mấy công? Của cô ở đây 3 công, ở đằng kia 3 công, miếng đằng kia nữa cũng phải lên theo luôn vì ở trong kẹt. Cái này cô mua thuê lên gì là bao nhiêu một công vậy? Một công là 4 triệu rưỡi, một công tầm 1.300. Dạ. 1.300 là 4 triệu rưỡi. Dạ. Lên cái lớp mặt lên trên gì nè. Dạ. Lớp mặt lên trên để mình trồng cây cho nó tốt đó ha. Dạ, lớp mặt lên trên là đất xét thì cũng chứ. Nhà cô ở bên này hả? Dạ, nhà ở bên đây. Nhà bên này. Xích ở đằng chỗ đập đá, đằng chỗ sửa xe. Dạ, con biết rồi. Chú ở đâu ạ? Con ở ngoài đầu 922 nè. Vậy hả? Con thấy là bây giờ cái tình trạng là bà con lên trồng mít nhiều quá. Con sợ là sau này nó sẽ dội mít rồi bà con sẽ tốn cái chi phí nặng lắm. Bởi vậy mà giờ biết trồng gì chú, tính trồng giống sữa thì con đừng bà không hái nổi. Dạ. Con bà sao mà leo lên cây được. Mít dạ. Nó lùng lùng thì mình còn hái được. Dạ. Còn cái giống sữa nó cao quá, còn cây sầu riêng thì mỗi tuần mỗi trận đừng bà làm không nổi nè. Không nổi luôn. Dạ, rồi cho nên mình làm theo chứ cái bụng không muốn trồng cái cây này nữa. Đó. Thấy nó dễ chết kìa, nó chết rồi nó. Đó, con thấy vậy á. Nó chết hết trơn rồi, rồi mình vẫn trồng cái gì làm theo người ta, cũng như người ta không làm ruộng được thì mình lên đại chứ. Lên rộng lắm chú ơi, lên bền rồi mà đâu có nổi. Đó. Lớn tuổi rồi. Cái này là cái sự bắt buộc rồi. Dạ. Nhưng mà đấy người ta lên hết rồi, bích rồi đâu máy vô đâu được. Cô thứ mấy? Dạ thứ năm. Cô năm, con cảm ơn cô năm ơi. Dạ. Tại vì bây giờ cái này hoàn cảnh của cô như bắt buộc rồi. Dạ. Chứ không phải là ý mình muốn nữa. Ý không muốn. Dạ. Tôi còn được miếng với kia cũng làm ruộng ăn chứ. Mình lớn tuổi mình làm ruộng được. Rồi mấy? Con cháu của cô đâu? Con thì có hai đứa. Đứa con trai thì nó làm kế toán bưu điện với Cần Thơ á. Dạ. Con gái thì giáo viên trường lạc qua xe. Có hai đứa con. Đứa nào cũng bận bịu hết rồi. Dạ, đứa nào nó có công việc đi. Bắt bà già 65 tuổi ra ngoài đồng hoài. Ra đồng bơ gì nè. Khổ quá. Lên lại gì chứ bây giờ làm đâu có nổi. Cũng phải gác.
tao mướn người ta làm vậy. Chú kia nói trời ơi thôi bà ơi, giờ cho tao mướn, cho mướn chú coi, cho mướn vậy nè, một công á, một năm có 2 triệu bạc mình đâu có làm được gì đó. Dạ đi bốn cái đám hết trơn. Đúng rồi, rồi đâu có làm được gì, thôi giờ mình làm đi, mình giữ này chồng được gì đó chồng. Dạ rồi thôi vậy con cảm ơn. Dạ. Con biết được sao tại sao mà bây giờ cái thời điểm này bà con cứ lên vườn quá trời luôn, con thấy nhiều lắm, con sợ là mà sau này nó sẽ ứ hàng á cô, nó ế rồi đây, bà con khổ nữa đó. Dạ ở đây là sự bắt buộc. Bắt buộc. Ở ngoài kia là người ta tự lên. Còn ở đây là sự bắt buộc, giống như bích đường hết rồi, phải lên thêm. Đó rồi con hiểu rồi. Nhưng mà cái quy cách này cô lên vậy là đúng quy cách luôn á. Bờ này là hình như là 5 mét hả cô? Bờ thì chơi 7 mét, nhưng mà cái chừng 7 mét ngoài trên nó tụt lại còn chừng 5 mét mấy nè. 5 mét mấy? Ờ, nó gom lại. Gom lại, dạ. Vậy mà cô còn phải cắm cừ nữa ha, sợ nó sạc đó. Tại vì của mình này nhỏ mà mình làm đê bao nó mất đất quá. Dạ. Dạ. Rồi, trời ơi, cực quá bà ơi. Đó. Mấy đứa nhỏ nó không có làm, nó ngán. Không chịu lắm. Làm. Nó ngán lắm, có thằng dễ cũng làm kế toán ở dưới Cần Thơ đó. Dạ. Mà nó về nó cũng không làm nổi. Mấy anh mấy chị mà làm việc trong mát rồi không chịu ra đồng đâu. Ở trong máy lạnh thì chiều kia nó ra bơi, cái này nó không bơi nổi nữa nè. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ. Ôi ôi cực khổ bà quá. Đó cái này là giống như hoàn cảnh bắt buộc rồi. Ở đầu ngoài người ta đã lên bờ, người ta trồng cây hết rồi. Chính vì thế ở đầu trong này là hoàn cảnh bắt buộc phải lên bờ. Đó là những cái trường hợp. Bởi vì có những người ta ở đầu ngoài á, người ta thấy lúa ruộng cực quá, người ta sẽ chuyển đổi mô hình ha, bằng cách là người ta lên bờ trồng mít hay là trồng những loại cây khác. Nhưng có những người gọi là giống như hoàn cảnh bắt buộc, người ta sẽ bị động là ở bên ngoài người ta đã lên bờ rồi, đã trồng cây rồi, ở bên trong là mình không trồng theo là không được, bởi cái máy gặt nó vô không tới ha. Nếu làm lúa thì máy gặt vô không tới và sẽ không gặt được mùa, chính vì thế người ta phải lên bờ theo. Đó là những cái trường hợp khác nhau. Chính vì thế mà hiện nay cái số lượng cái người lên bờ gọi là báo động ở miền Tây các bạn nhé. Đó, báo động, cảnh báo về những cái vấn đề về giá cả thị trường nó sẽ không ổn định nữa. Đó, các bạn nên nhìn lại, cô chú anh chị nên nhìn lại để mình không bị động sau này nha. Còn ở đây cái giá mà người ta lên bờ như thế này thì khoảng 4 triệu rưỡi tới 5 triệu một công, tùy theo máy mà làm có giá cả khác nhau. Đây các bạn thấy mỗi khu lập đoàn là lên bờ hết như thế này các bạn nhé. Trời ơi, 1 hecta luôn hả? Đó, tới là cây chủ đá đặng đó. Nhưng mà cái mít này á, là em hơi đắn đo cái là không biết là giá cả nó vậy rồi. Bây giờ liệu bạn nè. Không có nước rồi, như cái này đó. Bây giờ mình không có giống như là đậu bữa nay gì mới khác á, thí mẹ. Liệu mạng gì luôn hả? Nói chung là không có nói được vấn đề giá cả. Anh là liệu mạng luôn đó. Không có giá cả. Ê, có lúc nó mắc, lúc nó rẻ, giống vậy. Thì mình hên xui đó em không? Cái này nha. Mít á, nói chung á là cái vụ cây ăn trái á là ở Việt Nam mình là thì có khi cái nhu cầu cộng, khi cung á thì không có, mà khi cộng á thì không có ấy. Mình thử ra đó là giá cả nó là thuộc vào thị trường á. Đôi lúc á giá trên trời á,
cũng như cam sành thế này. Ừ. Mà có lúc lên 40 ngàn một ký, có lúc còn 2 ngàn bạc. Lúc có 2 ngàn bạc mà khóc luôn. Nhưng mà mít nó có hai loại, một loại là mít Indo với loại mít Thái. Bây giờ mình trồng cái nào ngon ta? Anh mít ruột đỏ, anh trồng mít ruột đỏ. À, Indo ruột đỏ luôn hả? Mà. Đây là các chiến lược. Cái đó là cái chiến lược. Chiến lược đó, mày chơi quốc hai thứ giống ngành đi. Có đây là phân tán rủi ro. Chúng cái này thắt kia. Đó, đó là phân tán rủi ro. Hai bề nữa, đó là vậy luôn đó. Nay mình làm ruộng mà không có giấu giếm gì hết trơn. Cái mưa nó còn bự nữa đó nha. Dạ, cái này mình mới lấy chưa thẳng ha. 2-3 mét đó, đó, dạ. Hai bên đó. Dạ. À, bây giờ là anh rắc dôi luôn rồi ha. Rắc dôi luôn rồi nè, đặng hạ phèn luôn rồi. Cũng tư vấn rất nhiều cô chú, những người nhà vườn á, thì người ta nói là bây giờ trồng đại, chứ bây giờ không có hên xui á, về giá cả là hên xui. Vấn đề người ta nói là thôi bây giờ kệ đi, cứ trồng đại đi, rồi tính nó hên xui, chứ mà bây giờ không có biết được vấn đề giá cả trước, đến lúc là chặt bỏ các bạn. Các bạn, cô chú, anh chị và các bạn đầu tư 5 năm, 3 năm mà chúng ta chặt bỏ thì một cái vấn đề tốn kém chi phí và cái kinh tế tiền của rất là nhiều các bạn nha. Đến đây cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra để theo dõi hết video này. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau.